trộm đột nhập. Không biết ông chủ làm gì vậy nhỉ? Shh, yên lặng nào. Ông chủ chuẩn bị đi đâu xa đó, chắc chắn chúng mình sẽ được đi cùng ông. Ước gì em cũng được đi nhiều như hai anh. Vâng, dạ được, tôi biết rồi. Chiều nay tôi sẽ có mặt trên đó. Được, tối nay tôi sẽ ở lại. Vâng. Ông chủ đi chắc mai mới về. Vậy thì càng vui chứ sao. Đêm nay chúng ta sẽ mở tiệc tưng bừng nào. Cái lũ nhóc này chỉ chực có thế. Vậy mọi người muốn xem chương trình gì nào? Tôi xem phim truyện nhé. Phim tình cảm đấy. Đúng đó. Tôi muốn xem chương trình phụ nữ. Con xem chuyên mục văn hóa, giáo dục. Con xem chương trình ca nhạc, thiếu nhi. Vậy thông nhất cứ xem mỗi kênh một lúc rồi lại chuyển kênh nhé. Hiện nay, trên địa bàn khu Thanh Bình đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp khá phức tạp. Đối tượng hiện vẫn chưa bị bắt. Vậy nên, chúng tôi cảnh báo người dân nên chú ý đề phòng bảo vệ tài sản. Này mọi người có nghe thấy không? Thanh Bình là khu nhà mình đó. Đúng vậy, con nghe ông chủ nhắc tên khu này với mấy ông bạn. Mọi người trật tự đi, hình như có ai đang nhìn vào nhà mình kìa. Tên chủ nhà đi vắng thật rồi. Tối nay mình sẽ lẻn vào xem có khoắn được gì không. Mọi người ơi, có khi nào chúng là những tên trộm mà bản tin trên TV vừa nhắc đến? Nguy quá, làm thế nào bây giờ? Trốn thôi, đáng sợ quá. Các cháu bình tĩnh nào, bình tĩnh đi, không được hoảng hốt. Chúng ta chỉ là vật dụng thường ngày, mấy tên trộm đó có vào sẽ không thèm để ý đến chúng ta đâu. Có điều, chúng ta phải cần đoàn kết lại để bảo vệ ngôi nhà này trong lúc ông chủ đi vắng. Đúng vậy, ông chủ đã đối xử tốt với chúng ta phải giúp ông chủ. Quả là không có ai ở nhà, thật là quá thuận lợi. Nào, anh em mình lục soát thôi. Gì thế? Mày sao thế? Có cái gì đâu mà phải rung như vậy? Tao có rung đâu. Thế sao nghe như tiếng răng va đập vào nhau vậy? Chắc chỉ là một con chuột thôi. Thôi, vào khoắn cho lẹ rồi con chuột. Mày có nghe tiếng gì không? Tiếng gì? Làm gì có? Đó, chẳng phải là tiếng dép sao? Sao mày bảo nhà này không có ai ở nhà? Tao nhìn thấy lão chủ nhà đi rồi mà. Không phải chứ, bọn mình đứng ở bên ngoài cả buổi chiều, có thấy ai vào nhà đâu. Chắc tiếng dép ngoài đường ai đang đi đó. Thôi, mày với tao cùng vào. Sau đây là chương trình kể chuyện đêm khuya. Cái gì đó? Mày điên hả? Khẽ khẽ cái mồm thôi. Hàng xóm phát hiện ra thì tôi chỉ là cái đài hỏng thôi mà. Mày ơi, nhà này như có ma ấy. Hay là thôi, bọn mình chuồn đi, sang nhà khác kiếm ăn. Nhà này đi vắng, thoải mái mà cãi phá không muốn sao? Chẳng mấy khi có cơ hội thế này. Đừng có mà bàn lui. Gầy ơi, Gầy ơi. À, trời ơi. À, không, đừng lại đây. Trộm, bắt lấy trộm bà con ơi. Bay quá bác à. Thế mà nhà em lại không mất gì chứ. Lúc tôi về nhà, nhìn cửa nhà tan hoang, tôi cứ tưởng quả này trộm khoắn sạch rồi. Ấy vậy, chẳng những không mất gì, mà còn được tin là hai tên trộm đó bị bắt. Vui thế chứ. Tôi thấy mọi người bảo, lúc bắt được hai tên trộm đó, mặt chúng hoảng lắm, như kiểu vừa bị dọa cho nát thần hồn, thần tính ý.
một tên còn ngất xỉu nữa cơ. Các cụ nói không sai, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà. Cuốn con đáng yêu. Milo Man, chắc em cũng đang chờ bà như chị phải không? Hôm nay bà được xuất diện về nhà đó, mừng nha. Bà sao lâu thế nhỉ? Milo, không được. Milo, quay về. Đâu mất rồi? Cái con Milo này chỉ được cái chạy đi chơi là nhanh, thật là hư quá à. Bà về rồi. Bà ơi Linh đó hả cháu? Hả? Ờ, cháu là Lan chứ. Chị Linh đi du học rồi mà bà. Ờ, Lan à? Lan nào nhỉ? Ờ, ba, mẹ, thế này là thế nào? Con, bà còn mệt nên tạm thời chưa thể nhớ ra con. Thôi, phụ ba mẹ đưa đồ vào nhà đi con. Dạ. Ồ, Milo đó à, đồ quý. Nhẹ thôi, không xô ngã bà bây giờ. Sao bà lại quên mình được nhỉ? Còn Milo thì... Bà ơi. Ồ, cô bé hàng xóm sang chơi với chúng ta kìa, Milo. Cháu, cháu không phải. Bà thật chẳng nhớ cháu nữa rồi. Con, có chuyện gì vậy? Sao lại giận dỗi quát Milo thế? Bà quên con thật rồi mẹ ơi. Ừ, ngoan nào con gái. Do bệnh đãng trí nên có thể là bà sẽ quên rất nhiều thứ. Đừng trách bà mà phải tội con à. Nhưng bà vẫn nhớ Milo đó thôi. Chắc bà quý Milo hơn con. Không phải. Milo đáng ghét. Vì mày mà bà không nhớ tao nữa. Từ nay tao sẽ không chơi với mày nữa, nghe chưa? Cầu trời cầu Phật cho bà không sao. Alo. Lan à, mẹ đây. Bà đã qua cơn nguy kịch rồi con. Thật may là có con và Milo phát hiện ra bà sớm. Bác sĩ bảo chỉ một chút nữa thôi thì... Thôi, con ngủ trước đi. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Có gì ba mẹ về sau nha con. Vâng ạ, con chào mẹ. Ơi, Milo yêu quý, chị thật nhỏ nhen khi ganh tị với em. Nếu không có em thì không biết bà đã làm sao rồi. Cảm ơn Milo nhiều lắm. Nhờ Milo mà chị hiểu được rằng bà không nhớ ra chị cũng không sao. Chỉ cần bà vẫn khỏe mạnh với chúng ta và có Milo luôn bên cạnh bảo vệ bà là được. Milo yêu quý ạ. À. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!